Thưa quý vị, ngày Día Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng và năm nay rơi vào ngày 31 tháng 1. À, trong thời điểm cận ngày Día Thần Tài thì các đơn vị kinh doanh vàng bạc trang sức đã tung ra nhiều bộ sưu tập sản phẩm mới với thiết kế hình con mèo, linh vật mang tính biểu tượng của năm quý mão. Dịp thần tài năm quý mão này, P&G đã cho ra mắt các sản phẩm trang sức vàng từ bông tai, dây chuyền, dẫn, được tiêu khắc hình chú mèo ngộ nghĩnh đáng yêu đặc biệt bộ sưu tập tượng kim miêu nhiều kích cỡ với độ tinh xảo cao tạo cảm giác cường gũi nhưng vẫn sang trọng như một món đồ trang trí trên bàn làm việc phòng khách cũng trong dịp này nhiều đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố cường thơ cho biết cũng chế tác nhiều tác phẩm vàng giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh may mắn trong năm quý mão này